Con nghe người khác kể không tốt về một vị tỳ kheo. Con không biết việc ấy có thiệt hay không, nên con không phản đối mà con lắng nghe. Và sau khi nghe, con chia sẻ với một cư sĩ khác thân quen biết câu chuyện con nghe được. Vậy là con đã phạm tội phỉ báng vị tỳ kheo đó. Phải không sư? Con nên gặp vị tỳ kheo đó sám hối với tâm bất thiện khi nghi ngờ vị tỳ kheo đó, phải không ạ? Người ta nói biết mà không nói thì là hiểm, mà không biết mà nói thì là ẩu. Tức là mình có biết cái việc này là có sự thật hay không mà mình đem mình phát tán, mình chia sẻ, mình đồn thổi như thế. Nhớ nha, nhân nào quả đó. Rồi tới hồi người ta đồn thổi mình á, rồi không biết có hay là không, người ta đồn ầm lên, rồi khi đó là mình chịu cái quả báo đó. Nếu như á mà vị tỷ kheo ấy có đúng như thế mà quý vị đồn á, quý vị kể cho nhau nghe mà đúng là vị ấy có cái lỗi đó, thì chuyện đó nó còn nhẹ, bởi vì mình chia sẻ nó đúng sự thật, chẳng qua là nó gọi là nó không có nên. Tại sao? Tại sao chứ nói nó không có nên? Bởi vì á, trong luật tỷ kheo á, nó có một chuyện gọi là không có đem cái lỗi của một vị tỷ kheo ra để mà tăng dốc, để bàn tán, để kể cho nhau, mà có thể đem cái lỗi của vị tỷ kheo ra nói nhằm mục đích để giải quyết vấn đề. Ví dụ nghe đồn vị sư đó tối đi quán bar vũ trường, thì mình được quyền nói với ý nghĩa là quý vị đến chùa hỏi sư đó, hỏi thẳng vị đó: bạch ngài, con nghe người ta đồn ngài tối đi quán bar vũ trường có hay không, để giải quyết vấn đề. Hoặc là đến gặp vị sư phụ của vị ấy, hoặc là chư tăng ở cái chú xứ đó: bạch ngài, con có nghe đồn như thế, không biết có hay không. Thì chư tăng mới triệu vị tỷ kheo ấy lại hỏi: đó, bây giờ người ta đồn như vậy là sư có hay không? Nếu không có thì nói: không có, chẳng qua là người ta đồn. Còn nếu có thì nói: dạ có, thì con xin sám hối. Xong chuyện. Tức là mình được nói, được kể với ý nghĩa là giải quyết vấn đề, chứ không phải là cái kiểu mà quý vị tăng dốc với nhau. Tôi nghe vậy đó, đúng sai tôi không biết, mà tôi nghe vậy đó hay lắm, giờ bạn nghe nè. Thì cái đó là nghiệp, nó xuất phát từ cái sự vô minh, cái tâm si. Mình không biết đúng hay không là mình đã phát tán, mình chia sẻ rồi. Thì đó là điều không có nên, không có tốt. Cho nên tốt nhất là đi hỏi. Trừ khi nào hỏi rồi để xem vị ấy có xác nhận hay không, chứ không phải là mình lôi cái chuyện đó ra mình ngồi mình tăng dốc. Cái đó là nghiệp. Cho nên là nếu quý vị muốn giải quyết thì có thể đến gặp trực tiếp vị ấy hỏi.